Ở đây tôi thấy rằng vị trí này treo thắp đèn. Chúng ta tiếp tục qua đối tượng thứ hai, kéo hình này, thả qua đây. Sau khi thả qua, các bạn tương tự chọn một chế độ hòa trộn tên là Stream. Thì thấy rằng các đối tượng này bắt đầu hòa trộn dần vào nền nữa rồi. Tôi sao chép vào đối tượng mới bằng cách nhấn Alt Tab, bấm chuột trái nữa. Để tạm đây. Sau đó chúng ta zoom gần tấm hình này, đặt đúng vị trí và tẩy đi những đối tượng không cần thiết. Chúng ta add line mask nữa và dùng công cụ brush. Đối tượng ngoài này tôi không cần, tẩy đi. Rất nhanh phải các bạn. Nó tẩy đường trên này. Các bạn nhấn V để kéo những vị trí sang hợp lý nhất. Các bạn nhấn M như bàn phím, chọn lại công cụ này, xóa đi phần này. Nhấn Delete. Chúng ta chọn bên này, nhấn Delete. Cần trên B và chọn. Với đối tượng này để thật hơn, các bạn có thể nhấn cần trên T, xoay đi một chút. Sao cho hướng tương đối song song với ngôi nhà này. Đừng xoay quá đà. À, ok, Enter. Và tiếp tục tẩy những vùng này. Có thể các bạn giảm VSC đi. Màu nhạt thôi. Để cho khoảng 60%. Với đối tượng này chúng ta làm như sau. Tôi đã sao chép một đối tượng nữa này. Các bạn nhấn M trên bàn phím, chọn đối tượng này và xóa đi. Mình chỉ dùng một phần nhỏ thôi. Tôi dùng phần trên này thôi. Các bạn delete đi. Phần chân D bỏ chọn. Bây giờ các bạn chọn đối tượng này. Các bạn nhấn cần chân T trên bàn phím. Kéo vào đây. Bây giờ các bạn chuột phải vào. Chọn desktop. Và kéo vị trí sao cho tương đối song song vào đây. Các đối tượng này mình nhấn đẩy vào một chút nữa. Ok. Mình có thể kéo thả vị trí trên dưới. Sau khi xong chúng ta Enter. Bây giờ chúng ta tiếp tục hòa trộn. Ở đây chọn sẵn chọn Screen này. 100%. Tôi đồng ý luôn. Có thể một vài bạn thích hòa trộn khác, thì tôi chọn đối tượng này. Chọn phần Lighten. Sáng hơn và hòa trộn sâu hơn. Tương tự đối tượng này cũng vậy. Sau khi chọn xong các bạn có thể tăng giảm opacity này. Vừa phải thôi. Ok. Ở đây chúng ta để khoảng 60. Và bên này cũng vậy. Nếu như các bạn muốn làm tầng trên nữa thì chúng ta có thể sao chép copy lên này. Và đương nhiên rằng mình đứng ở đối tượng này, chọn công cụ Brush Tool và tẩy đi phần dưới, dưới mỗi phần trên này. À, ví dụ như vậy, tẩy những phần không cần thiết ở đây. Có thể các bạn sẽ thay đổi chế độ hòa trộn VST khác nhau tùy từng bạn. À, nếu muốn tôi có thể copy tiếp tầng này này. Và cũng S lay mask công cụ brush tẩy tiếp này do chúng ta làm khéo léo thôi. Nó không cần quá kỳ công. Ví dụ chúng ta để xa này thì nhìn cũng tương đối rồi. Tương tự chúng ta làm các đối tượng sau này cũng vậy. Để đơn giản chúng ta chỉ cần sao chép đối tượng này thả qua đây là được rồi. Ví dụ chúng ta nhấn Alt Tab và cho đối tượng này đặt qua đây. Và cho một chế độ hòa trộn sao cho tương đối hợp lý. Ví dụ như đối tượng của chúng ta đang ở trạng thái bị nghiêng, không đúng so với cảnh, các bạn cần chọn T. Và cũng chọn phần Desktop. Kéo thả ở vị trí sao cho tương quan tương đối hợp lý. Ví dụ như thế này. À, tôi Enter. Chúng ta có thể giảm sâu opacity xuống một chút cho hòa trộn gần tỏ thì xa sẽ mờ.
Rồi enter. Tiếp tục vào đối tượng này. Vì trong đồ án chúng ta sẽ có những phần chính và phần phụ, những khối nhà phụ này chúng ta chăm chút nó không quá kỹ. Tại những đối tượng này nó chỉ mang tính chất phụ đạo cho công trình chúng ta thôi. Và tôi tiếp tục giảm còn khoảng 40. Và công trình tiếp theo này cũng vậy, thế nào thì lát kéo qua đây và đến cần chân T cho bàn phím chuột phải đảo. À, cho vào đây. Cũng distort và tiếp tục kéo. Rồi enter. Tiếp tục với cái này nữa. Cần chân T. Đã. Và đặt vào đây. Tôi sẽ cần chân T và chọn distort tiếp. Kéo vị trí sang tương đối hợp lý. Bây giờ với hai đối tượng này, tôi sẽ xóa đi những phần cần thiết của nó. Aslay Mask trên màu đen, chọn Brush và các bạn tẩy. Tương tự, chọn đối tượng này, tẩy tiếp. Rất dễ phải không các bạn? Chúng ta tiếp tục giảm. Đây cũng vậy. Rồi chúng ta đã hoàn thành rất nhanh các khối nhà phần này rồi. Nếu các bạn muốn khối nhà này sáng hơn, các bạn có thể chọn một kênh hòa trộn nào đó xử lý tiếp. Còn mục đích của chúng ta ở đây là tập trung vào khối nhà chính. Nhà phụ thì mình có thể bỏ qua một chút. Ở những khối nhà phụ chúng ta cùng nhau trang điểm thêm cho đối nhà phụ, cho các đối tượng khối nhà phụ trông nổi bật hơn. Các bạn dùng công cụ Brush. Chuột phải chúng ta chọn một nét rất mềm nhưng mà nhỏ thôi. Các bạn tạo một layer mới màu trắng và chọn vị trí đầu tiên. Rồi chúng ta chọn vị trí trên này, giữ shift. Ok, tiếp tục đối tượng này. Ta tạo cho khối nhà chúng ta trông sáng hơn. Và những đối tượng này cũng tương tự như vậy. Cần thứ nhất lại, ở xa chúng ta có thể cho nét nhỏ hơn nữa. Tôi chọn bằng 3 thôi. Và tiếp tục. Làm nổi bật các khối nhà này hơn nữa. Ok. Đối tượng này, chúng ta sẽ cùng nhau hòa trộn. Các bạn có thể chọn Screen. Highlighten. Cũng như bạn chọn multiplayer thì màu tối của nó tấn nhiều hơn. Thôi chọn lighten. Screen và giảm opacity. Vừa đủ để nhấn ngôi nhà. Nếu tôi bằng 0, không có gì cả. Đây cho khoảng 20%. Vậy là chúng ta đã có các thành phần nhấn nhá tấm hình này. Ở video sau chúng ta tiếp tục hoàn thiện các thành phần còn lại, ví dụ như mặt đường hay là tạo độ nhấn nhá sâu hơn.